vô dính con đó, dính ra rồi thấy không, nhào lại sắn luôn. Mình ngồi đây đó cũng cách cũng có chừng chục mét nó sắn. Ôi trời, vừa gỡ nó sắn lên nè, sắn sát bên luôn mọi người, cách chưa được 3 mét nữa mình vừa đến gỡ con đó đó. Ui chàng nè, quá trời luôn, sắn vô 7-6-7 con mà dính 4 con nữa nha. Quá trời nắng. Chào cả nhà, thì bữa nay mình sẽ đi túc cua xanh. Dàn lưới này mình gắn hồi sáng nha, thì chiều nay mình đi túc nè, nãy giờ này thì 4 giờ chiều, bữa nay mình ra trễ 1 tiếng hộ nghe. Thường thường túc cua xanh thì 3 giờ mình đi túc được rồi, 3 giờ 3 giờ rưỡi mình vừa gắn túc thì mình lại đây mình đậu vỏ máy nè. Có một bầy nó đậu quá trời đắng mọi người, bầy cả chừng 30-40 con á, không biết có dính không nữa. Rồi mời mọi người cùng trải nghiệm đi túc cua xanh với mình luôn, mong bữa nay được 1-2 con để mình quay cho người xem. Ở chỗ này thì bên sào bên này dính 10 con mọi người, còn sào đẳng thì không biết dính bao nhiêu nữa. Nó còn bên trong bụi tra này nè, cục tra này nhiều nè, nằm trên đầu mình á, nó còn gáy tét tét bên á. Để trời tối tối chút nữa thì nó không sắn thì mình gỡ mình quay cho người xem. Vô dính con đó, dính ra rồi thấy không, nhào lại sắn luôn. Mình ngồi đây đó cũng cách cũng có chừng chục mét nó sắn, chắc còn nó sảy mọi người, nó mới gớt vô chưa vô tùng. Hồi nãy mình ở đầu đẳng mình vừa bơi lại mình xem thì nó sắn một cái hiền ấy, mà nó sắn mới có nửa bầy mà dính cỡ này nè. Nó còn nó gồi sảy luôn. Rồi dính lại đầu đẳng rồi. Rồi dính lại đầu đẳng nha mọi người. Ở đầu đẳng nó cũng quằn hết trơn. Sắn này sắn sắn nữa. Đầu đẳng sắn nha. Cái này mình gỡ đây từ này trước. Thank you.
còn đắng nha, bắt đầu mình đắng mình gỡ nữa nha mọi người. Ú mềm luôn nha mọi người. Này cua trống nè. Khúc luôn nè. Rồi tới đây đầu đắng mình gỡ nữa. Ở chàng vừa gỡ nó sắn lên nè, sắn sát bên luôn mọi người, cách chưa được 3 mét nữa mình vừa đến gỡ con đó đó. Ui chàng nè, quá trời luôn, sắn vô 7-6-7 con mà dính 4 con nữa nha. Bữa nay ngay giờ nó sắn rồi mọi người, sắn lưới rồi. Rồi đây gỡ hai con đắng rồi lại gỡ 4 con này nữa nha. Giờ này là cũng 6:15 nha. Thì nãy giờ mình cũng gỡ cua xanh rồi nè, quay cho mọi người xem. Quá trời luôn. Cái bị cua xanh này là 23 con nha cả nhà. Nãy dính đầu này cũng 10 con 11 con vậy á. Đầu xào đẳng dính cũng 11-12 con nữa nha.
quá trời luôn rồi. Bởi vì mình thấy nó bay gần bay vậy, nó đảo vòng 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 vậy. Tới giờ này nó mới chịu sắn nè, nó sắn lúc là 5 giờ rưỡi nha cả nhà. Rồi mình gỡ nãy giờ thì cũng cỡ nửa tiếng, hơn nửa tiếng. Rồi bây giờ mình sẽ về. Lưới thì mình để nguyên vậy, ngày mai mình lên trút tiếp. Rồi chào cả nhà luôn. Cả nhà thấy video có hay á, với anh em mình á, có mê bộ môn mà túc cu này á, thì vô ủng hộ kênh mình. Còn anh em nào còn không đam mê thì cho mình xin một like đi. Bây giờ cái nghề này, cái nghề cũng nói chung mà mưu sinh mọi người. Tháng này nó ngay mùa nha. Rồi hẹn mọi người những video tiếp theo.